Để tăng follow của người xem, bạn hãy xem hết video này nhé. Trước tiên là các bạn hãy vào phần CapCut. Sau đó bạn nhấn vào phần Template. Bạn nhấn vào chữ Follow cho mình nhé. Rồi ở đây sẽ có một số cái mẫu mà đây người ta gọi là phần outro của video. Thì cái TikTok của video rất ngắn thì nó có một cái phần nhỏ outro vào nó sẽ tốt hơn. Bạn nhấn vào đây. Rồi bây giờ mình nhấn vào Use Template. Sau đó mình sẽ chọn vào cái ảnh. Đó, khá là đẹp rồi. Nếu như ảnh mặt bạn thì rất đẹp. Nếu bạn muốn chỉnh sửa ảnh thì bạn nhấn vào phần dưới này. Nhấn vào Edit, có thể bạn chụp lại ảnh này. Là phần camera, replace là bạn thay thế ảnh khác. Crop là bạn phóng to thu nhỏ ảnh. Đây, ví dụ crop này. Phóng to thu nhỏ ảnh này. Bạn sẽ vào phần crop. Đó, phóng to thu nhỏ này. Đấy, giờ bạn ấn confirm. Rồi bạn ấn export. Nhấn vào phần export without watermark nhé các bạn nhé. Để nó xuất ra. Như vậy xong rồi. Bạn vào trong cái phần bộ sưu tập các bạn sẽ xem lại nhé. Chúc các bạn thành công.